sắc riêng biệt của Gaetano Cellini như thế nào. Thì các bạn xem. Thứ nhất là những cái yếu tố hình học được lồng ghép trong cái khối lớn của cái bức điêu khắc. Như các bạn thấy thầy đang vẽ từ cái đầu tóc phía trên đến cái mắt, khối mắt, và những cái điểm giao tỷ lệ mà chúng ta bắt gặp ở đây. Thì là những cái điểm mốc để ông xác định, ông tạo nên những cái hình khối ra sao. Cái hay ở đây á là những cái cơ bản nè. Các bạn thấy những cái đối tượng cơ bản như mí mắt vân vân được tạo hình cơ bản thôi. Nhưng mà chính những cái hướng hình mình đang phân tích nè, hướng xéo, cái đặc trưng, nó tạo nên cái đặc sản riêng biệt của cái người nghệ sĩ. Hãy dùng cái màu đỏ để mình thể hiện cái điều đó rất là rõ. Đối với cái bức tượng này, thật ra cái ánh sáng cast chỗ ở cái góc nào của cái gương mặt á, nó đều tạo ra những cái sắc thái rất là khác biệt nha. Cái hai bức tượng này chính là khi ánh sáng tương tác vào, nó rất là đặc biệt. Nè, các bạn chú ý thầy đang zoom vô cái chỗ những cái điểm giao khối nè. Thái dương, ụ mắt, khối mắt, cái mí ở dưới. Vẽ những cái tượng này đôi khi từ cái cơ bản chúng ta tạm thời quên đi tất cả những cái học thuật, chúng ta đắm chìm ở trong hình khối để tạo nên những cái gì nó thuộc về cái vẻ đẹp khó diễn tả, khó phân tích. Vẻ buồn của cái người phụ nữ thể hiện qua cái bức tượng này rất là tốt. Nhưng đừng vội mừng, bởi vì khi mà vẽ đến cái miệng này, bạn bắt gặp một cái khởi sắc. Bởi vì cũng như bức La Sụp Không hay là gọi là Mona Lisa đó, thì cái miệng, cái môi, nụ cười cũng là cái đề tài bất tận để mà khai thác, phân tích. Thì cái bức này cũng vậy, cái khóe miệng phía trên tạo thành một cái vẻ có chiều sâu nhưng mà lại không hẳn là quá buồn. Có cái gì đó để người ta phải suy nghĩ lắm. Cái môi ở dưới này.